Ok. À lại bỏ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đối thủ Mexico. Vẫn là bài Gambit Hậu không chấp nhận, quen thuộc. À không biết đâu, không chấp nhận chứ. Ghim mã. Nhập thôi. Ra xe. Cũng ra xe. Ngày quyết không lên tượng. Loằng ngoằng thật. Đấy, lên giờ mới lên. Lên tượng đấy à? Xả luôn. Ở đây mình đưa mã lên để lấy đường phát triển tượng. Đổi tượng. Đổi tượng. Nhập thành lòng ngoằng phết nhỉ. Cờ mình hơi yếu. Ha, lại về. Về à? Cờ khó đánh nhỉ. Con tốt này đang bị yếu. Lại lao lên vậy. Ăn đây. Lại lưu mã lên. Hết đưa tượng lên lại đến đưa mã lên. Nhưng mà lần này thì khả năng là trắng sẽ ăn. Ăn rồi. Một con tốt này rồi. Đi rằng. Yếu quá nhỉ, cờ yếu quá nhỉ.
Lừa nước này chiếu vào vua cũng chẳng làm gì được. À không hòa được. Ở đây mình chiếu vào vua xuống hậu đây dọa nước chiếu ở đây thì trắng ăn, mình ăn chiếu vào vua. Xong mình lại chiếu vào ra vào thế là hòa. Đẩy tốt lên thì tượng giã ngay. Để xem là đấy. Đây là nước cứu duy nhất rồi. Trắng không đánh cẩn thận có khi lại thua. Bây giờ mình cứ rút tượng phát là hết cờ, nếu mà không ăn mã. Ăn mã thì cũng hết. Xuống hốc đấy. Ha. Cứ rút tượng phát là hết thôi. Chiếu đây về tượng. Hậu ăn hết cờ. Quá êm. Chẳng muốn đổi tượng nhưng không được. Đâu dễ thế. À xin lỗi, đổi hậu. Cú phản công sắc lẹm. Hết cờ rồi. Tuyệt vời. Một ván thắng thôi là mình lại lên mốc 2000. Mình tỏ kết bạn thì đã. Thế nhỉ? Nhiều thế nhỉ? Kết bạn ngoài tay. Từ. Không biết trong này có cao thủ không? Rồi, ok.